Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Đầu xuân năm mới, thay mặt Trung tâm Điện Máy Nghĩa Thơm xin gửi tới toàn thể quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng. Chúc quý vị một năm mới mạnh khỏe, bình an, phát tài, phát lộc. Và ngay sau đây xin gửi tới toàn thể quý vị và các bạn một ca khúc đầu năm. Chào quý vị và các bạn. Đầu xuân năm mới xin gửi lời kính chúc sức khỏe, gửi lời chúc tới toàn thể gia đình quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng. Chúc quý vị một năm mới tài lộc đầy nhà. Ông đang xuân đẹp vào ai.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn một năm mới nhiều niềm vui mới, gặt hái được nhiều thành công trong xin trân trọng cảm ơn.